này vinh quang. Đội bóng 23 đã mang lại niềm tin cho chúng ta. Cứ tấn công lên chẳng kể lý do tại sao ta quá mạnh. Tại sao thứ hạng luôn leo là nhờ hàng xeo. Lấy cúp khó khăn không lo vì mình đã có xeo. Đội cứ yên tâm hãy để đôi tay này xeo dẫn dắt cho mình thắng series 1-0 là nhờ công của Văn Toàn. Chỉ cần một bàn như thế đã cho cả Việt Nam phi. Việt Nam vinh quang chiến thắng, đừng quên tên xeo, đừng quên đôi tay dẫn dắt cho đội bóng thầm lặng. Vì đội 23 Việt Nam mạnh mẽ luôn vững vàng bước trên sân. Nếu sau này ra đi thì hiểu xin cũng đừng quên tên xeo. Và xeo khó khăn không lo vì mình đã có xeo. Đội cứ yên tâm hãy để đôi tay này xeo dẫn dắt cho mình thắng series 1-0 là nhờ công của Văn Toàn. Chỉ cần một bàn như thế đã cho cả Việt Nam phê. Việt Nam vinh quang chiến thắng, đừng quên quên đôi tay dẫn dắt cho đội bóng thầm lặng. Vì đội 23 Việt Nam mạnh mẽ luôn vững vàng bước trên sân. Nếu sau này già đi nghỉ hưu xin cũng đừng quên tên xeo. Và xeo đã dẫn dắt toàn đội vượt qua bao thăng trầm, vượt qua bye.